Xin chào, trên màn hình các bạn đó chính là đường song hành quốc lộ 50 đang được xây dựng. Hướng phía bên trái các bạn đó chính là hướng về phía đường Nguyễn Văn Linh, còn hướng phía bên phải là hướng về phía Long An. Sau hơn 2 năm khởi công thì dự án đường kết nối Long An với thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản thành hình và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025. Các bạn có thể thấy thì dự án đường song hành quốc lộ 50 đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên thì vẫn còn một số hộ dân chưa được di dời và giải tỏa để xây dựng dự án đường song hành quốc lộ 50. Dự án xây dựng và mở rộng quốc lộ 50 kết nối tỉnh Long An với thành phố Hồ Chí Minh thì có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2022 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 thì có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh và điểm cuối thì giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, có tổng chiều dài là 6,92 km. Khi hoàn thành thì tuyến đường này sẽ rộng 6 làn xe, trong đó thì có 4,36 km xây dựng đường mới song song với quốc lộ 50 hiện hữu và 2,56 km là quốc lộ 50 mở rộng. Các bạn đang nhìn thấy đó chính là nút giao giữa quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh. Còn đây là hướng từ giao lộ về quận 7 và qua cầu Phú Mỹ. Còn hướng này thì ra quốc lộ 1A để kết nối với các tỉnh miền Tây. Trên màn hình các bạn đó chính là giao lộ giữa quốc lộ 50 cũ và đường Nguyễn Văn Linh. Có thể thấy thì sau hơn 2 năm khởi công, nhiều đoạn đường đã cơ bản hình thành và đã được trải thảm nhựa, còn một số đoạn thì đang được thi công nền đường. Hiện thì nhà thầu cũng đang thi công rất nhiều hạng mục như là cống thoát nước, nền đường, mặt đường và hào kỹ thuật, cầu bản, cầu Bà Lớn và cầu Ông Thìn. Hạng mục gói thầu đoạn song hành xây dựng mới từ đường Nguyễn Văn Linh đến km 4+200, gói thầu xây lắp 1234 khởi công vào ngày 27 tháng 12 năm 2022 đã đạt được 71% khối lượng. Đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu từ km 4+200 đến km 8+220 giáp ranh với tỉnh Long An thì được khởi công vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 và đã đạt được hơn 14% khối lượng. Tại đoạn đầu đường song hành kết nối với đường Nguyễn Văn Linh thì công tác giải phóng mặt bằng cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên thì vẫn còn một số hộ không chịu di dời, khiến cho quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn. Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì toàn dự án có tới 6 gói thầu đang vướng về mặt bằng. Ban giao thông thì thường xuyên phối hợp đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh việc xây dựng, cũng như là kiến nghị huyện Bình Chánh sớm bàn giao mặt bằng, vận động người dân ủng hộ thi công dự án. Dự kiến thì dự án xây dựng và mở rộng quốc lộ 50 sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 50 có mục tiêu tăng cường năng lực khai thác tuyến quốc lộ 50 liên kết thành phố Hồ Chí Minh với Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh với cao tốc bến lức Long Thành, tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Quốc lộ 50 hiện hữu là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên thì trục đường này rất là nhỏ và hẹp và thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc. Đây là trục đường dẫn vào khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, nên có mật độ xe qua lại rất là lớn và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cũng như là tai nạn. Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 50 thì được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết ùn tắc giao thông, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.
Các bạn hãy cùng xem những hình ảnh về tiến độ thi công dự án mở rộng quốc lộ 50. Video cập nhật về tình hình tiến độ xây dựng và mở rộng quốc lộ 50 của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.